Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một món ăn, đó chính là kem chuối. Thì để chuẩn bị được cái món kem chuối này á, thì các bạn chuẩn bị cho mình là trước tiên là một nải chuối, đậu phộng, sữa, nước cốt dừa vắt sẵn nè. Ở đây thì có bột năng và ống vani, gồm có túi để đựng chuối. Thì để không mất thời gian của mọi người thì mình bắt đầu làm việc nha. Đây nè bạn, đây là một cái vị chuối mình đã cắt ra xong rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình ép nó ra nhau. Các bạn cho cái chuối vô trong cái bịch này, thế này đây. Rồi. Chúng ta mua loại bịch lớn xíu để chúng ta dễ làm nha, tại vì lát hơn cái nước cốt của mình đó, nó sẽ rất là khó để mà mình làm được á. Rồi bắt đầu mình lấy con dao mình ép nó ra. Đây, mọi người cứ ép như này là ok. Đây là tất cả chuối mình đã ép xong rồi nè. Đó, các bạn cứ ép y như mình như vậy là ok nha. Đó. Còn đây là chén đậu phộng mà mình đã rang và đã bóc vỏ rồi nè. Chút xíu nữa mình sẽ cho vào trong cái chuối này ha. Rồi. Thì tất cả mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình nấu tới cái phần nước sốt nha. Đây là cái nồi nước cốt dừa của mình. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình là khoảng nửa lít nước dừa nha, xong rồi nước cốt dừa, xong rồi về các bạn pha thêm một ít nước là nước lạnh nữa đó. Thì ở đây mình có cho sẵn vào đây luôn là một hũ sữa tươi luôn, sữa đặc luôn nha các bạn. Chúng ta không có bỏ đường cho nên là chúng ta cho hết sữa, một lon sữa tươi với lại khoảng một lít nước nha. Đó là ví dụ như là các bạn cho 500 ml nước cốt dừa với lại thêm 500 ml nước lạnh nữa đó, rồi xong các bạn cho hết một hũ sữa tươi sữa đặc thì vô, tại vì mình không có sử dụng đường nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ quậy đều lên nha. Rồi, sau khi chúng ta quậy đều xong á, cái phần bột năng này nè, đó chúng ta sẽ bỏ vô luôn nha. Chúng ta sẽ cho nó khoảng 2 muỗng nha, 2 muỗng cà phê. Rồi quậy đều lên nha. Thì cái bột năng này nếu mà các bạn cho vào nước nóng thì nó sẽ bị đông lại, cho nên chúng ta cho nó vô trước nước lạnh, quậy nó đều lên. Sau khi chúng ta quậy đều rồi, giờ bây giờ chúng ta bắt đầu bắt bếp lên nè. Rồi chúng ta bắt đầu đợi cho nó sôi lên rồi bắt đầu cho hai ống vani vào nữa là ok. Đây, sau khi mà cái nước cốt của chúng ta nó sôi rồi là cho hai cái ống vani này vô nha. Rồi chúng ta quậy đều lên. Giờ mình giảm lửa chút xíu nha.
mình nấu cho cái nước của mình nó kẹo lại nha, nó sạch sạch đó. Sau khi thì cái phần mà nước cốt của chúng ta nó đã kẹo lại rồi thì chúng ta bắt đầu tắt bếp và để nguội nha. Sau khi thì cái nước sốt của chúng ta nguội rồi á, bây giờ chúng ta bắt đầu cho vô cái chuối nha các bạn sắn cái bịch lên này nè. Các bạn cho đậu phộng vô. Rồi bắt đầu cho nước sốt vô. Cho khoảng 3 muỗng nha. Rồi, chúng ta trở cái bột qua đây. Rồi lại cho bột vô. Rồi, lại tiếp tục cho vào đây 3 muỗng nữa. OK, vậy là chúng ta đã xong một miếng kem chuối nè. Rồi bây giờ chúng ta cho ra dĩa. Đây là hai dĩa kem chuối mà mình đã làm xong nè. Bây giờ mình chỉ cần đem vào ngăn đá tủ lạnh, mình để cho đông cứng lại là mình có thể thưởng thức được. Thì cái phần kem chuối này là mình cũng đã chia sẻ đến các bạn rồi. Các bạn hãy làm theo mình và làm cho gia đình mình những món ăn ngon nha. Nếu mà bạn nào mà có cách nào làm đơn giản hay hơn thì chia sẻ giúp mình để mình học hỏi nha. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.